chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một món mứt để sử dụng cho ngày Tết, đó chính là mứt tắc. Mứt tắc sau khi hoàn thành thì có màu vàng óng ánh, trong suốt, vị thì chua thanh, ngọt ngọt và pha thêm một chút xíu nhẵn nhẵn nữa. Viên mứt tắc thì có hình hoa mai và giòn giòn. Cả nhà nhìn những cái viên mứt tắc mà em vừa làm xong nhìn rất là hấp dẫn ha. Vào những ngày Tết thì mình làm mứt tắc như thế này để đãi khách, hoặc là các bạn cho vào hộp, mình đóng gói lại, sau đó mình mang đi biếu thì cũng rất là đẹp mắt. Bây giờ cả nhà xem video, nếu thấy thích món mứt tắc mình làm thì hãy vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Cũng quay một vòng nãy giờ rồi, bây giờ em sẽ cắn thử một miếng mứt tắc cho cả nhà xem nha. Bên trong của nó rất là trong suốt nè. Cả nhà thấy rất là hấp dẫn ha. Còn bây giờ thì em mời cả nhà cùng em vào bếp. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 1 ký tắc. Ở miền Tây của em, quả tắc này gọi là quả hạnh đó cả nhà. Sau khi mua về thì tắc em đã rửa sạch như thế này rồi. Các bạn có thể chọn mua những quả tắc tươi và đều với nhau để có cái viên tắc nó bằng nhau nha. Và 1 ký tắc thì em sẽ sử dụng là 400g đường. Và tùy theo khẩu vị, nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì có thể tăng thêm lượng đường. Tiếp theo là 1 muỗng canh muối, 1 ít nước vôi trong và nước lọc. Phần nguyên liệu như vậy là đã xong rồi. Bây giờ đầu tiên em sẽ đi ngâm tắc với nước muối. Giờ em sẽ cho 1 muỗng canh muối này vào 1 cái thau. Tiếp theo nữa là nước lọc. Hòa tan muối và nước. Sau đó em sẽ cho tắc vào và em ngâm. Ngâm tắc như vậy trong thời gian là 30 phút nha. Mình sẽ cho thêm nước vào thau để cái phần nước ngâm này phải ngập cái quả tắc mới được. Sau khi ngâm em đã vớt cái quả tắc ra rồi nè cả nhà. Vớt ra khỏi nước muối và rửa sạch lại. Bây giờ em sẽ chuẩn bị một cái rây để vào một cái tô. Bây giờ em sẽ cắt quả tắc nha. Các bạn cắt một đường như thế này. Và cắt vừa thôi, đừng cắt sâu quá đến cuống nha. Các bạn phân chia cái quả tắc này ra thành 5 cánh, giống như là một cánh hoa mai vậy đó. Sau khi mình phân chia như vậy rồi thì mình bóp như thế này để loại bỏ hết phần nước và sạch cái phần hạt ở bên trong quả tắc. Các bạn nhớ là lấy hết phần hạt ra nha. Nếu như còn phần hạt thì nó sẽ rất là đắng. Sau khi em đã loại bỏ hết nước thì tắc của em nó giống hình bông hoa ghê ha cả nhà. Các bạn làm mứt tắc thường là để mật ong vào, nhưng hôm nay em làm mứt tắc không cần mật ong, nhưng mà mứt tắc của em nó vẫn đẹp óng ánh và trong suốt luôn nữa. Đây là phần tắc mà sau khi em đã loại bỏ sạch hạt và nước bên trong. Và tiếp theo em sẽ ngâm với nước vôi trong nha. Và đây là cái tô nước em đã vắt được nè. Mình chừa lại nha. Bây giờ sẽ cho nước vôi trong vào. Và nước vôi trong các bạn cho vào phải ngập quả tắc nha. Cách pha nước vôi trong là các bạn dùng 20g vôi ăn trầu. Các bạn khuấy đều với 1 lít nước. Các bạn để lắng lại thì mình sẽ sử dụng phần nước trong, còn cái phần nước đục lóng ở dưới đáy thì mình bỏ nha. Và bây giờ em sẽ ngâm trong vòng 4 giờ đồng hồ. Các bạn phải ngâm đúng thời gian nha, không đúng thời gian thì mứt của mình nó sẽ không có ngon đâu đó. Đây là phần tắc em đã ngâm được 4 giờ.
Bây giờ em sẽ vớt cái phần tắc này ra và rửa với nước sạch khoảng 3-4 lần cho sạch cái nước vôi. Xả sạch nước vôi thì khi các bạn làm mứt nó sẽ không có mùi hôi của nước vôi. Sau khi rửa 5 lần nước thì tắc của em đã sạch rồi nè cả nhà. Và bây giờ em sẽ mang tắc đi trụng nước sôi nha. Khi nồi nước đã sôi rồi em sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Và bây giờ em sẽ cho tắc vào và em luộc. Các bạn luộc sơ trong vòng một chút giùm mình nha. Khoảng 2 đến 3 phút thôi, tùy theo cái trái tắc của các bạn là to hay là nhỏ. Tắc mình luộc như thế này là đã được rồi nè cả nhà. Và bây giờ em sẽ vớt tắc ra nha. Và vớt ra thì em sẽ rửa lại với 3-4 lần nước lạnh cho cái phần tắc của em nó sạch đi cái tinh dầu ở bên ngoài. Sạch tinh dầu thì khi mình làm mứt thì mứt sẽ không có bị nhẵn đắng. Và các bạn nhớ là lúc rửa mình sẽ rửa nhẹ tay nha. Nếu không tắc của mình nó sẽ bị vỡ nát. Tắc sau khi rửa sạch rồi, bây giờ em bắt đầu sơn đường. Các bạn cho hết phần đường đã chuẩn bị vào đây. Và bây giờ mình để tắc trong vòng 30 phút sau thì mình bắt đầu cho lên bếp và mình sơn. Sau 30 phút thì đường đã tan rồi nè cả nhà. Và bây giờ em sẽ cho cái phần nước đường này lên bếp nha. Em sẽ cho nước đường vào trước. Và tiếp theo nữa là cái nước tắc hồi nãy mình vắt nè, cho vào đây luôn. Tùy theo các bạn thích ăn chua nhiều hay là chua ít. Nếu các bạn thích ăn chua ít thì mình cho 1/2 nước tắc thôi. Còn các bạn thích ăn chua nhiều thì mình cho hết nước tắc vào đây. Bây giờ thì mình sẽ nấu đến khi nào nước tắc sôi lên. Sôi như thế này nè cả nhà. Thì mình mới cho tắc vào nha. Khi cho tắc vào xong thì các bạn nấu ở lửa lớn. Nấu đến khi nào mà tắc sôi trở lại thì chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa lại. Và nấu ở lửa liu riu như vậy đến khi nào cái phần tắc của chúng ta nó thật là trong vắt và nước nó sệt lại nữa là được. Và trong lúc nấu thì các bạn nhớ là lúc mình đảo á, thì mình sẽ dùng một cái sạn, sau đó mình đảo nhẹ nhẹ từ từ. Nếu không thì cái miếng tắc của chúng ta nó sẽ bị vỡ nát ra đấy. Em nấu được 20 phút rồi nè cả nhà. Cái phần mứt tắc của em nó muốn trong lại rồi nè. Và cái phần nước nó cũng đã sệt lắm rồi. Nhưng mà cần phải nấu cho nó thật là khô nước mới được nha. Gần 40 phút em nấu thì bây giờ mứt tắc của em nó đã khô như thế này rồi nè cả nhà. Nó rất là sệt rồi và cái miếng tắc nó cũng rất là trong. Cả nhà thấy rất là ngon ha, màu óng ánh luôn.
Bây giờ thì các bạn xếp ra khay, các bạn có thể cho vào lò sấy và mình sấy, hoặc là các bạn phơi nắng cũng được. Phơi nắng thì các bạn phơi 2 nắng thì nó mới khô và ngon nha. Còn nếu sấy, các bạn cho vào lò sấy và sấy ở nhiệt độ là 60 đến 65 độ và trong vòng 3 giờ đồng hồ thì mứt chúng ta nó sẽ khô và ngon. Nói thì hơi quyên thuyên dài dòng, nhưng các bạn hãy thử làm mứt tắc một lần đi. Các bạn sẽ thấy mứt tắc làm cũng rất là đơn giản. Em đã xếp mứt tắc ngay ngắn vào khay rồi nè. Bây giờ em sẽ mang đi phơi nắng. Do hôm nay trời nắng gắt quá, mình phơi nắng nó sẽ tiện hơn. Phơi nắng được vài giờ thì các bạn chở miếng mứt tắc lại để cho miếng mứt tắc nó được khô đều. Nhìn miếng mứt tắc rất là ngon luôn nè cả nhà. Nó trong vắt luôn á. Màu mứt khá là ưng ý, nhìn rất là đẹp mắt phải không cả nhà. Mùi vị của nó thì rất là thơm luôn. Và bây giờ em sẽ phơi nắng và 2 ngày sau thì em sẽ quay cho cả nhà xem thành quả mứt tắc của em nó như thế nào nha. Đây là mứt tắc mà em phơi nắng được 2 ngày rồi nè cả nhà. Nhìn cái màu rất là đẹp, vàng óng ánh luôn và viên mứt tắc trong suốt. Làm không có mật ong nhưng mà màu vẫn vàng đẹp và ưng ý ghê luôn á. Mùi của mứt tắc thì vô cùng thơm, vị thì chua thanh, ngọt nhẹ nhẹ, cắn vào thì hơi giòn giòn và bên trong thì trong suốt luôn đó. Các bạn làm mứt tắc như thế này, mình cho vào hộp, mình đóng gói lại cẩn thận, sau đó mình làm quà biếu thì vô cùng đẹp luôn phải không cả nhà? Và các bạn làm theo y như em làm thì đảm bảo 100% là mứt tắc có màu vàng đẹp, óng ánh và ngon nữa. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn có ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình mình nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ mình với nha. Khi các bạn đăng ký kênh thì mình có video mới up lên thì các bạn được xem một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt. Bye bye.